khách, máy bay của chúng ta sắp hạ cánh. Quý khách kiểm tra lại dây an toàn được cài chặt, dựng lưng ghế thẳng đứng, cài bàn ăn phía trước và mở tấm che cửa sổ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Please ensure that your seatbelt is fastened, your seat back is upright, your tray table. Cabin crew is in a landing, please. Thank you. Sân bay quốc tế Changi, Singapore. Bây giờ là 11 giờ 20 phút buổi trưa. Nhiệt độ bên ngoài 29 độ C. Quý khách ngồi yên tại chỗ và cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Một lần nữa, quý khách không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Cơ trưởng Chok và phi hành đoàn chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên liên minh hàng không SkyTeam. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
Ladies and gentlemen, we are now arrived at Changi International Airport, Singapore. It is now 11:20 a.m. The outside temperature is 29 degrees Celsius. Please remain seated with a seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and a fastened seatbelt sign has been turned off. Once again, may we remind you that for safety reasons, to use a mobile phone receiver transmitter devices is forbidden until disembarkation. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by cabin crew. When opening the overhead lockers, please take care to ensure the content do not fall out. We hope you have enjoyed the flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Chop, and all crew members, would like to say goodbye to you and wish you a pleasant stay in Singapore. We look forward to seeing you again soon. Thank you.